trường học đang dạy cho bạn cách trở thành người nghèo. Bạn thấy đấy, suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, bạn không hề được dạy về tiền bạc. Có chăng những gì bạn được học là những kỹ năng để trở thành một công nhân, một bác sĩ, một nhân viên kế toán, nhưng tuyệt đối trường học không hề dạy về tiền. Những gì trường học dạy cho bạn là hệ thống nhiều môn học với khối lượng lý thuyết khổng lồ. Thậm chí bạn còn không hiểu bớ lý thuyết sáo động đó sẽ giúp gì cho bạn trong tương lai. Đó chính là cách trường học đang khiến chúng ta trở nên nghèo khó. Một thực tế là hầu hết những kiến thức đắt giá về tiền bạc đều được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong những gia tộc giàu có. Và nếu được sinh ra trong những gia đình giàu có, thì dù bạn có phải là những người thông minh kiệt xuất hay chỉ là những kẻ có trí khôn bình thường, thì những kiến thức về tiền, về cách dùng tiền để đầu tư, cách làm sao để tiền đẻ ra tiền, quy luật vận hành của đồng tiền sẽ ngấm vào máu của bạn. Đến những lúc cần ra quyết định về tiền, thì ngẫu nhiên bạn luôn có quyết định đúng. Điều này là di truyền và nó đã ngấm vào máu của bạn. Với những gia đình nghèo khó, họ luôn cho rằng nhiệm vụ của việc học ở trường là để kiếm được một công việc. Chính vì vậy, con em họ đi học chỉ tập trung vào mục tiêu làm sao để có thể tìm được một công việc. Đây là nguyên nhân khiến cái kèo di truyền từ đời này sang đời khác. Có một thực tế là hầu hết những đứa con sinh ra trong gia đình nghèo khó, bố mẹ của chúng đều không tin rằng sau này chúng có thể thành công hoặc làm nên điều gì đó vĩ đại. Chính vì vậy, những người này khi bắt đầu công việc kinh doanh đều gặp được sự phản đối rất lớn từ phía gia đình. Họ thường nói với con của mình rằng: mày sẽ không bao giờ trở nên giàu có. Hay: con vua thì nối nghiệp làm vua, con sải ở chùa thì quét đá đa. Chính những tư tưởng này đã giam cầm lý tưởng của họ. Đó là lý do có rất nhiều người kiếm được rất nhiều tiền và cuộc sống tốt từ việc làm thuê. Họ sở hữu rất nhiều kỹ năng để hoàn thành xuất sắc công việc, nhưng không thể làm chủ vì họ thiếu tư duy làm chủ. Điều này xảy ra vì trong tiềm thức suy nghĩ, học để có được một công việc ổn định đã ăn sâu vào máu của bạn. Bạn có biết nguyên nhân chính khiến bạn trở nên nghèo khó không? Đó chính là những gì bạn nghĩ, bạn nói và bạn nghe hàng ngày. Mọi người nói rằng bạn không làm được, bạn nghĩ rằng mình không làm được. Bạn nói rằng làm việc đó rất khó, tôi không thể làm được. Và chính những ngôn ngữ đó đã khiến bạn thất bại. Ngay khi bạn nói rằng bạn không thể, bạn đã tự đóng cánh cửa thành công và giàu có của mình lại rồi. Nhưng thực tế, liệu có như những gì bạn nghe, bạn nghĩ và bạn nói không? Tôi biết đơn giản như việc tập gym. Bạn nói rằng bạn không thể tập được vì bạn không có thời gian, hay bạn không thể tập được vì bạn gầy. Nhưng thực tế, bạn có thể, chỉ là bạn lười biếng mà thôi. Thay vì nói tôi không thể hay nói rằng tôi có thể là mọi thứ. Việc bạn cần làm là đặt ra những câu hỏi mang tính giải pháp. Làm sao để tôi có thể tập gym được? Việc đó cần những kỹ năng gì? Tôi cần phải chuẩn bị những gì? Tại sao tôi nên làm như vậy? Những câu hỏi gợi mở này sẽ giúp bạn tìm ra được giải pháp để giải quyết vấn đề. Bạn phải tuyệt đối tránh những câu trả lời mang tính kết luận như tôi không thể, nó quá khó với tôi. Khi bạn sử dụng những câu trả lời đó, thì tâm trí của bạn sẽ ngay lập tức bị đóng lại và bạn sẽ trở thành những gì bạn nói. Nhiều người nói rằng tiền bạc không quan trọng, tôi thực sự không quan tâm gì về đó. Và rồi bạn mãi nghèo, bạn chẳng bao giờ có tiền dư giả, vì chính suy nghĩ của bạn đã khiến bạn không có mong muốn kiếm tiền. Lúc này, câu từ là thứ khiến bạn trở thành kẻ thất bại. Nếu các bạn muốn hiểu hơn về sức mạnh của ngôn từ, thì trước đó tôi đã có một video nói về chủ đề 4 từ nguy hiểm khiến bạn mãi nghèo. Tôi sẽ để link ở bên dưới nếu bạn cần nó. Einstein từng nói rằng trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức, nhưng kiến thức truyền sức mạnh cho trí tưởng tượng. Và những gì hầu hết mọi người đều thiếu chính là kiến thức về kinh doanh, như là kế toán, như số nợ, thuế má.
bạn cần phải biết về những thứ đó, nhưng họ không dạy nó trong trường học cho bất kỳ ai. Những người sợ mắc sai lầm như họ dạy trong trường, họ không bao giờ trưởng thành, bởi vì trong tâm linh có tốt và có xấu, có đúng và có sai, có lên và có xuống. Đa số mọi người chỉ muốn ở phía đúng, hay họ chỉ muốn tích cực. Bạn không thể có điều đó, đó không phải là hiện thực. Mỗi khi tôi thất bại, tôi hiểu được, ok, tốt thôi, mình đã học được gì đó vậy? Và một người bình thường, lý do mà họ vẫn nghèo là họ chưa trải nghiệm thất bại. Họ hành xử cẩn trọng và an toàn. Họ chưa từng mắc lỗi sai nào đó lúc họ được dạy trong trường. Điều đó có nghĩa là họ không học được cái gì cả. Đó là tại sao hệ thống trường học thực sự suy đồi về cơ bản. Đó là đi ngược lại với giáo dục. Và tôi nghĩ hầu hết những việc mọi người làm là để cho bố mẹ của họ, bạn bè của họ chỉ dạy họ về cuộc đời họ. Chúng ta đều rất sợ thất bại, nhưng thất bại mới chính là cách đưa chúng ta đến đích thành công. Trường học trừng phạt bạn vì mắc sai lầm, và đó là lý do tại sao ta thấy rất nhiều người sợ hãi vì phải thừa nhận rằng họ đang mắc sai lầm hay sợ phải thất bại.